poorly ventilated indoor environments. Not at all. Mấy nhà trồng chắc cắt chừng nửa trái. Đấy đông quá rồi ha, mình cắt từ hôm đó tới nay ha. Màu cam đã thiệt, cam gì đó hả? Trái cái bí rợ cam gì đó. Thì đang muốn làm nè, nhưng mà thật sự thì không đâu. Ghét thì biết. Thì bỏ vô nó, bây giờ phải làm nè. Ok, em đủ quần nào, nấu chè, bí, hoa lan tím nữa chứ. Rồi, có một cái đống hộp ở trong này nè, mình cứ đem ra mình chôn nó sau, đó cái sau giường đó, sau nhà đó, thì nó sẽ mọc à. Coi như là năm nào mình cũng lắc thì được một hai cây bí mọc lên hết trơn á. Nó mọc thì cũng nhiều lắm, nhưng cuối cùng nó sống á, thì nó sống một hai cây à. Rồi cái nó cho mình một vài trái vậy đó. Năm nay á, tại mình không biết đâu, mình bỏ nó lên trên vàng cho nên nó có trái rồi, chứ đáng lẽ nó phải nằm dưới đất. Nằm dưới đất á thì nó hút được cái phân á, rồi cái rễ nó mạnh nó sẽ có nhiều trái đó, nó sẽ tuốt ở trên vàng. Đúng rồi, cái kiểu không biết á mà. Cái gì cũng không biết. Cái này nó có mũ nữa chứ, giờ phải bao tay. Khổ quá, mấy năm nay sao kỳ cục á, thế giới loạn lắm, nó giữ gì không biết. Rồi mấy người đến thí dụ mới nói thì nó có bị rồi nói á mày kỳ thị quá mày nọ không? Không dám nói nữa à. Rồi dám nói rồi. Tớ nói cái nó thì nó nói à mày kỳ thị này nọ nữa, làm sao dám nói? Cái đám đó là nó đi phật đòi gì coi như là hủy bỏ ánh sáng. Oh no. Defunding police đó mà. Ủa mình có cái thế đây sao mình không làm kiểu này? Nói chuyện có cái thế cái mình cắt kiểu này cũng dễ mà, tại sao mình phải cầm lên chi cho khó khăn mà. Thật ra khi mình gọt mình có chút xíu bỏ chút xíu muối ra cho nó đừng có bị mủ ha, mình nghĩ vậy thôi, không biết có đúng không. Nhưng mà thường nấu ăn á, trong nhà bếp á, xài á, cái gì cũng là muối hết á. Muối nó có công dụng rất là hay, cái gì mà có mủ á là mình sẽ trộn một chút xíu muối vô trong nước mình ngâm là nó hết mủ à. Mấy con cá cũng vậy, cá nào mình nhớ thật nhớ á, mình lấy nước mình chà đó là nó cũng ra. Hả? Chó hả? Chó mà thấy cái miếng sen quỳnh kìa, muốn dữ lắm rồi kìa, muốn lấy dữ lắm rồi. Thật sự thì khi nào mình nấu một cái nồi chè ít khi nào ăn hết á, hình như là ăn có chừng 2/3, còn phần để đi đổ dư. Thành ra bữa nay mình nấu thiệt ít luôn à. Mình nấu ít á mà nấu cái kiểu mà hả, ăn mới có một chút mà hết á. Thì cho cái bột bán á có cần ngâm nữa không hay là bỏ thẳng vô? Bột bán ngon mà. Sao nói đi, mình muốn nấu sao thì mình nấu bột bán. Biết rồi, cái này nó bột bán. Sao vậy? Cái loại chè này nó bột bán. Hay là nấu luôn đi, gọt sẵn hết trơn rồi nè. Lên rồi gọt thẳng hết trơn rồi nè, đó. Cái phần mà hard work á, khó khăn á là làm lại nè, đó. Rồi thì làm hết đi, cái gì hai củ khoai nha, hai củ khoai. Hai củ thì bự quá, lấy củ nhỏ đi, củ bự củ nhỏ đi. Hai củ đi, khoai ngon, khoai nhiều ngon. Rồi người ta cũng được, cũng củ bự củ nhỏ thì cũng nhiều. Dạ hả? Đổi rồi.
rừng ở nhà trồng ha, gọt ra thơm phức luôn ha. Nhà mình á thì có nhiều cái cây khoai lang quá rồi, cho nên mình không có làm giống nữa, chứ lúc trước mình hay làm giống đó. Để mà gọt ra là có cái đầu chút xíu cũng trồng được thành cây. Bây giờ mình làm biếng nè, cho nó vô thùng thùng làm phân hết á. Mà cái này á, mà gọt bằng cái này á thì hơi mỏng ha. Đâu có biết, mình định là vô nhà bếp một mình yên tĩnh chứ. Tự nhiên cái trở nên đông và bận rộn và sùm. Chứ cũng tính là đây một mình thôi á, vắng lặng thôi á chứ. Đâu được ha. Muốn một chút yên tĩnh cũng không có nữa nè, thấy chưa? Ồ, cái này không được tím lắm, mỗi lần á, gọt ra một cái là thấy nó tím liệm luôn. Khoai lang nhớ ngâm chút xíu nước muối để đừng có bị đen. Còn bí thì nó có chút xíu mủ, cho nên cũng có chút xíu muối luôn cho nó đừng bị mủ. Ai nói là nấu ăn không nhẹ nhàng đâu. Nội gọt củ khoai vậy cũng phải gồng mình lên luôn vậy đó hả. Xài không biết bao nhiêu cái muscle ở trong người của mình ra rồi đó. Đó. Ai nói nấu ăn là nhẹ nhàng, gồng mình lên gọt củ khoai. Nè. Đó. Ở trong nó tím liệm hả. Đó. Rồi ha. Đúng là ghét nhất là vô bếp. Chuyện gì cũng có thể làm được, ngoại trừ vô nhà bếp. Mình ráng làm có tiền, mai mốt có tiền ha. Mình chỉ đi ăn ở nhà, ở ngoài thôi. Cho người ta nấu cho mình ăn. Mình không có nấu ở nhà nữa. Ôi trời ơi, gọt lâu quá, cầm cái củ khoai trên tay gọt lâu quá cho nên nó đen luôn rồi. Ok rồi, bắt đầu mình cũng chẻ ra luôn. Chẻ ra cục cục luôn. Rồi cái máy rửa, rửa sao. Tự nhiên hồi nãy đáng lẽ phải chặt luôn. Tại thấy nó đen quá, cái mình bỏ vô nước. Tủ cũng vậy được đây. Đây rồi, cái này thì hai bự, làm hai. Ở đây muốn ướm cũng hơi khó, đồ ăn nhiều quá. Cái nào cũng ngon, cái nào cũng hấp dẫn, rất là khó. Khó để mà diet. Rửa xong cái lá thì mình đem đi, mình rửa xả nước cho nhiều vô cho nó nước có trong sạch sẽ mình nấu. Mắc cái gửi gì mà nó cắn người ta kìa. Hiền quá. Cái này á là bí nhà chồng nghe. Nói là một lần nữa nghe. Bí nhà chồng. Nó dễ mình nẹo. Đang cái bụng này. Muốn ăn liền một chén chè. Okay, done.
Rửa sơ, rửa đi, rửa cho sạch sẽ đi, rồi nấu liền một tô chè đi. Có hả, nhiều lắm. Rồi xong, hay bắt đầu đi rửa sạch sẽ chưa rửa ra ha. Bắt đầu mình sẽ có một chén chè đó nha. Chè để từ rửa xong rồi cái để đó luôn, tối mới nấu. Bây giờ nấu xong rồi mình thử. Nó vừa chín á, rồi nó cũng vừa hơi nguội nguội xuống rồi. Vậy thôi à, không có gì. Mình thích ăn cái cốt thôi. Thì xong rồi chén chè của mình đây. Tự nhiên cái gì không có cái muỗng để thử. Coconut milk là nước cốt dừa một lon, đường một chút xíu muối. Bột báo có vậy thôi. Khoai lang với lạc bí có vậy thôi à. Bye.